Vâng, xin chào tất cả bạn. Hiện tại mình đang ở trên đỉnh của chùa Linh Ứng. Thì cũng lâu lắm rồi không quay trở lại với lại thành phố Lai Châu. Thì hôm nay tôi sẽ review một chút cái khung cảnh ở trên chùa Linh Ứng cũng như là cái thành phố Lai Châu, quay từ độ xa ở đây chắc khoảng hơn 2 cây số ở trên chùa Linh Ứng, quay về hướng thành phố Lai Châu cho các bạn xem nhé. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn hãy theo chân tôi để xem cái một số những cái hình ảnh tôi ghi từ cái flycam để cho các bạn xem. Bây giờ thì xin mời các bạn. Đây các bạn. Hiện tại đây chính là cái khu vực thành phố Lai Châu. Đó. Hôm nay tôi đi lên đây hơi tối cho nên là có thể là nó sẽ không được đẹp, và buổi chiều tối ấy, nó nhìn không được rõ cho lắm. Đây các bạn có thể thấy là toàn cảnh Lai Châu, trừ cái khu nằm đỏ thì chúng ta không thấy, ngoài ra thì các bạn có thể thấy hai cái bậc hồ này các bạn. Lại cái chùa Linh Ứng để cho các bạn xem nhé các bạn nha. Đây các bạn. Hiện tại thì tôi đang ở trên đỉnh của cái chùa Linh Ứng này. Quay trở về. Hôm nay hơi tối các bạn thông cảm. Rồi bây giờ thì tôi sẽ xuống cái khu vực mà họ đang làm nha các bạn nha. Tôi sẽ review một chút cái con đường mà đi lên đấy các bạn, họ đang làm. Đây các bạn, đây chính là con đường đi lên đây, cho các bạn ngắm nhìn toàn cảnh cái ngôi chùa Linh Ứng luôn. Đây con đường đây các bạn này. Đó. Rồi cho các bạn nhìn toàn cảnh thành phố Lai Châu và cả chùa Linh Ứng luôn nha các bạn. Đó. Đẹp chưa? Đây các bạn. Đẹp chưa? Nếu mà các bạn đã từng lên Lai Châu rồi thì chắc hẳn là các bạn đã lên cái khu vực chùa Linh Ứng này cách đây một năm nhỉ? Một năm, hơn một năm gì đấy, thì anh em họ đang làm ở trên này rồi. Đây các bạn. Rồi.
tôi sẽ hạ thấp nó xuống một tí. Thật ra thì ngày trước tôi cũng đã có một cái clip tôi ghi lại những cái hình ảnh ở trên này rồi, tuy nhiên thì cũng khá lâu rồi tôi không ra đây, và hôm nay thì tôi muốn ghi lại một lần nữa để cho các bạn xem là ở đây nó có cái gì thay đổi không. Và tôi cũng thấy ở đây nó có khá nhiều cái sự thay đổi rồi. Và các bạn thông cảm nhé, có thể là tôi nói như này thì các bạn không nghe rõ. Ở trên này gió to, có thể là nó ồn, các bạn không nghe rõ thì các bạn thông cảm. Và các bạn xem cái hình ảnh ở đây. Bây giờ là hiện tại thì đang ở trên độ cao âm 25m so với ở trên đỉnh này các bạn này. Đây, review một chút cho các bạn xem. Đây là cái pho tượng này. Đây các bạn. Đây, ở đây có khá nhiều pho tượng ở đây. Rồi, khi mà hạ độ cao xuống thì thấy mạng nó hơi yếu. Chính vì vậy tôi sẽ nâng máy bay lên. Đam mê khám phá cái vùng đất lạ, có hứng thú với lại cái chuyến đi phượt, đi du lịch chẳng hạn, thì các bạn không nên bỏ qua cái khu vực này nhé các bạn nhé. Ở đây là đất Lai Châu, và tôi đang ở trên đỉnh của chùa Linh Ứng. Ngôi chùa này thì họ đang làm và làm chưa xong. Đi lên trên đỉnh ngắm lại một lần nữa toàn cảnh thành phố Lai Châu ở trên du lịch cho các bạn. Đó. Rồi bây giờ thì đi xa một chút. Bay cao và bay xa. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Rồi, dừng lại ở đây. Quay trở về tiếp nha các bạn nha. Rồi, nếu các bạn đang xem cái clip này thấy hay
Thấy những cái hình ảnh đẹp thì vui lòng để lại cho tôi một đăng ký và đừng quên bấm nút like cho tôi để tôi có nhiều động lực làm những cái video đẹp hơn nữa về những cái danh lam thắng cảnh cũng như là những cái bài thuốc hay nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ tôi sẽ đi xuống đây, hạ độ cao đi xuống dần. Thấy tôi vậy các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip này. Nếu mà các bạn thấy hay và đẹp thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút đăng ký và chia sẻ clip này cho nhiều người xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.